Chào quý lãnh đạo huyện Tịnh Biên, lãnh đạo xã An Cư cùng với các đơn vị nhà tài trợ, các chư tăng, ta ai cha cùng với bà con Phật tử gần xa đã về tham dự lễ hội đua bò truyền thống lần thứ 14 tại chùa Rê ngày hôm nay. Ở chùa Rê ra sân bò ôn, mà thằng ôn mọc không không An Cư cứ cho Tịnh Biên như thế này. Có rất kỳ thi sân đơn ta, bà bay nước quân như thế ca cùng tầm pi sân nam. Bài ban sắp bắt bóng tàu không phải bóng tàu bóng tàu này. Bóng ôn nhí đá, cung nghênh liên ca đẹp trong tư thi bà năng cô nhí bà phê lý đầm bay xoa công, xoa bóng tàu bóng tàu. Ở mết thi bóng thơ bê lý, bóng tàu ca bà năng cô bà phê lý. Yeah.
giờ hai cặp bò đã chạy song song các bạn, một cái hình ảnh cực kỳ đẹp và chúng ta có thể là được nghe tại sân đua bò ngày sáng nay. Thứ nhất đã bị ngã. Bạn chụp tivi cứ chỉ chụp lấy xe to to chụp đi coi chụp phim phong phía bạn. Thưa quý vị, mùa giải năm nay của chúng ta gồm có giải nhất trị giá là 10 triệu đồng, gồm một chiếc điện thoại Samsung, hai cái vali notebook và tiền mặt là 5 triệu đồng, cộng với một túi sơ cứu. Giải nhì của chúng ta với giá trị giải thưởng là 8 triệu đồng, còn gồm một chiếc điện thoại Samsung, hai cái vali cao cấp và tiền mặt là 3 triệu đồng, cộng với một túi sơ cứu. Giải ba trị giá 7 triệu đồng với cụ thể các giải thưởng là một chiếc điện thoại Samsung, hai cái vali con gốc, một túi sơ cứu và tiền mặt là 2 triệu đồng. Giải tư, chúng ta gồm hai cái vali con gốc và 2 triệu đồng tiền mặt cộng với một túi sơ cứu. Giải thứ nhất chúng ta sẽ có 4 giải, mỗi giải là một chiếc vali con gốc và 500.000 đồng tiền mặt cộng với một túi.